Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thành NC đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này thì đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Và rồi thì tía ở trên Nimo TV chắc là tầm khoảng 10 rưỡi đi. Tại vì bây giờ là gần 10 giờ rồi. 10 giờ và 10 rưỡi anh em có thể qua đây theo dõi mình live stream trực tiếp nhá. Rất nhiều tựa game hay. Thế anh em là chưa nhấn theo dõi thì ấn theo dõi đây này. Như kiểu đăng ký ở trên YouTube ấy. Đấy. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với Dragon City nào. Chúng ta sẽ bật cái màn hình lên. Tắt cái này đi. Chúng ta sẽ bật cái màn hình của cái game mobile này lên. Đó, xong. Nó đang khá là rõ ràng cho chúng ta. Ok, và mình sẽ chiến thôi nhỉ. Cái này có mobile có hình đâu. Bó tay. Bây giờ thì nó mới hiện lên này. Rồi xong, có lẽ mình sẽ tắt tiếng đi một chút. Đang vẫn giảm giá game này. Hôm qua mình thu thập được hai con này rồi nhưng mà không biết là nó sẽ cho mình lúc nào đây. Ngày 15 tháng 6 đây. Hay là quá rồi? Hay là quá thời hạn rồi nhỉ? Không thấy được. Không biết được tặng anh em ạ. Mình vào không biết được tặng luôn. Để cái sao này đi, một tí đi. Không thấy được tặng nhá. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao là như vậy luôn đấy. Bó tay luôn. Ok, bây giờ ta sẽ tiếp tục nào. Hôm nay có rất là nhiều thứ cần phải làm này. Hôm qua thì... À đúng rồi. Mình bảo là anh em hãy đặt tên cho cái con rồng xe tăng đi. Hộ mình cái. Hôm qua mình lấy được hai con mới cơ. Ồ, có nhiều con mới kinh nè. Con xe tăng anh em đặt tên là gì ta? Ôi trời ơi, con xe tăng thì chắc là mình phải xem lại cái đoạn chat hoặc là cái comment của anh em trong ngày hôm qua thôi. Tại vì chúng ta không biết là tên anh em đặt tên cho cái con đấy là cái gì nữa. Từ nhá, mình xem lại xem tên nó là gì cái đi. Để mình đặt tên cho con này của mình luôn. Con này rất là đẹp, đó chính là cái con tăng ấy. Hôm qua là cái tập đập heo đất đúng không? Đúng rồi, chính xác là tập gọi đập đập heo đất đây. Chuyện Kratos. Xem nào. Anh đặt tên là xe đang thiết giáp. Phúc Phi. Học cái gì đây? Bây giờ đặt tên là gì đây anh em? Con xe tăng ấy. Chúng ta sẽ không có chiến thần xe tăng EZ à? Super tăng EZ. Đấy, có một số bạn đây đặt tên đây nhưng không phải không nhiều like cho lắm. Siêu xe tăng thành EZ mình thấy có khá nhiều. Đặt tên là gì bây giờ? Xe tăng cổ đại. Xe tăng cổ đại. Chưa biết sẽ tên gì bây giờ anh em ạ. Mình chưa thấy có tên nào hay. Cô bé xe tăng à? Hay là bé xe tăng nhá. Bé EZ xe tăng được không anh em? Được đấy. Đặt tên cho con xe tăng đấy. Nó tên là Tăng Dragon nha anh em. Ok, chúng ta sẽ vào trong cái này và chúng ta sẽ tìm cái gọi là tăng. Đấy. Tăng Dragon đây. Và mình sẽ cho tên là em bé EZ. Lái xe tăng. Nghe có vẻ khá là nhiều từ, nhiều chữ anh em ạ. Lái xe tăng. Rồi, thì chúng ta có một số con mới trong này và mình muốn review cho anh em xem nó có khỏe hay không. Từ mình có tắt cái tiếng đi không nhỉ? Hay là có tiếng đây? À không, tắt tiếng rồi. Tắt tiếng của một cái video kia rồi. Ok, chúng ta sẽ cái con rồng mới tên là gì nhỉ? Mà tại sao mình không được tặng quà ta? Vấn đề là tôi không được tặng quà ở đây này. Đấy, có một vài thứ khá là khó chịu. Con này còn 3 ngày nữa nó sẽ có thể lấy được này. Cái con Kitty, à đây. Cho lấy được cái con rồi ạ. Bucky và con Shelly nha. Chúng ta tìm tới con Bucky này và con Shelly. Bucky đâu nhỉ? Bucky là một con mới nha. Đây. Chính là con thỏ đây anh em. Con thỏ pet đây. Ôi dễ thương ghê ta nhờ. Nó hồi máu à? Hay nó đang vui mừng đây? Không biết nó làm cái trò gì đây nhưng mà nhìn có vẻ rất là đẹp, rất là hay ho. Cực kỳ hay luôn. Con này anh em đặt tên là gì đây? Anh em định đặt tên con này là gì bây giờ? Mình thấy cái tên... con này cũng khá là kiểu dạng kiểu chibi ấy. Thỏ chibi nhá, thỏ phục sinh à.
Và mình sẽ cho nó ăn lên này. Level 4 này, level 5 này, level 6. Nó là một con epic anh em ạ. Oh, thỏ epic 28 này, 9 này, level 10 này. Level 10 trên điện thoại anh em ạ. Hình như đây là dạng, à đây là dạng cuối cùng rồi. Outer skin là dạng cuối cùng ở đây. Anh em hãy đặt tên con này trong tập sau nha. Và mình sẽ test thử con Bucky Dragon này luôn để cho anh em xem như thế nào. Thấy nó khá là đẹp và nó cũng khá là hay ho, đúng không? Rồi, ok, chúng ta sẽ test con Bucky luôn nha. Mình sẽ vào trong cái này. Hiện tại là vẫn chưa có giảm giá food. Mình có giảm giá food là mình sẽ xúc luôn đấy. Oh, login Facebook à? Đậu xanh. Như thế này sao test được nhỉ? Hình như có quét không? À, có food quét đấy. Có food quét đấy. Và chúng ta sẽ chọn một con Bucky. Bucky Dragon đấy. Con thỏ, ui, con thỏ to thế. Con thỏ to hơn cả mấy con, cái con chính của chúng ta kìa. Anh em thấy không? Dã man. Nhìn trông to hơn cả cái con chính của mình. Thì đây là hải nhỉ? Yeah. Wow, what kinh thật. Rồi, ok, mình sẽ tấn công con này trước. Chúng ta sẽ tấn công con này trước bằng... À không, mình test con thỏ chứ. Chúng nó sẽ có một chiêu hệ đất đây. Và khá khỏe. Khá là khỏe chứ đúng không? À, tấn công hệ đất luôn. Rộng. À, thì nó đạp thẳng mặt cái con rồng kia anh em ạ. Được đấy. Đạp phát là chứ mạnh nhất còn của con thỏ này là gì? Là sói enemy dam. À không, chiêu lá là sẽ mạnh nhất này. Chiêu hệ lá này cũng sẽ nhảy và đạp thẳng mặt. Rất là dã man. Ok, my blocks. Mấy con này đai rồi thì lấy con này lại đánh thôi. Mấy con này nhanh thôi mà, con ngựa thứ nữa. Xong ngay. Và chúng ta sẽ dùng chiêu ánh sáng đánh nhau với con rồng Moza Dragon này. Cũng đã xong, cũng đã đai. Cho có thêm một ít thức ăn. 6.000 thức ăn nữa bên này nha. Xong. Bây giờ ta sẽ làm nhiệm vụ gì tiếp đây? Quest ta xong rồi. Chúng ta sẽ lấy coin. Đấy, trời ơi, buổi sáng này như quên lấy coin thì phải. Thế vậy, như vậy ta sẽ mất khoảng 600 coin rồi. Nó hơi bị lag nhá anh em, đợi một chút. Đây rồi, được rồi anh em ạ. Anh em đợi mình một chút nhá, đợi mình một tí, một giây, xong ngay đây. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Bây giờ thì mình sẽ làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ còn khá nhiều nhiệm vụ đấy. Mình phải luyện tập cho bọn Kratos này. À đúng rồi, anh em bảo là anh ơi hãy cho Kratos đi học skill đi. Đây đây, những cái nhà học skill của nó đây. Và mình sẽ đi train cho con Kratos Dragon của mình anh em ạ. Kratos đây. Con này sẽ có lúc sẽ lên cơ 2 sao. Bây giờ nó sẽ học chiêu Warfist trước này, thay cho cái chiêu này. 195% dam, 47 tiếng mới khoảng 2 ngày nha. Rồi, chúng ta sẽ lấy food chưa? Ồ, cái food này tăng tốc độ thôi. Bên này thì mình chưa trồng food à. Thì chúng ta sẽ trồng lại food thôi. Trồng cái loại, cứ trồng cái 1M cho mình. Vừa tiết kiệm vàng mà lại ấy. Thức ăn thì đang hơi ít nhỉ. Cho có 530.000 vàng kìa, ít quá. Không đủ luôn. 1M này. Trồng tất cả cây 1M cho mình ngay và luôn. Đây cũng sẽ là 1M. Tất cả 1M hết cho mình. Grow food 1M này. Bên này cũng sẽ là 1M. Grow food. Đấy, bên này cũng sẽ như vậy. Tất cả luôn nhá. Tất cả những chỗ có thể luôn. 1M này. Sau khi trồng food là mình sẽ vào trong phần Arena Battle để đánh nhau trong đấy anh em ạ. Hợp lý không? Có lẽ là rất hợp lý luôn. 1M này. Xong chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ vào trong phần battle, vào trong phần arena để đánh nhau trong này. Ở đây sẽ có hệ pua. Con này thì không vấn đề gì. Kratos, hai con Kratos, có một con chuột này. Ok.
40 ở Timeless là hơi khỏe quá nhở. Làm sao đánh được? Không thể đánh được. Snapper, Glacifier. Ô, hay mình có một con nữa, mình test nốt cho anh em xem nhở. Có khi là mình test nốt một con rồng nữa cho anh em xem ấy. Đây này, trong này nó có hai con cơ, không phải một con. Bây giờ mình sẽ đi lấy con mèo Kitty đúng không? Từ từ nha, mình xem đi lấy con Kitty kiểu gì. Kitty à? Mình phải lấy con Kitty là chắc chắn rồi. Kitty ở đây. Nó bị khóa, nó cần cái màu này. Con này cũng đang bị khóa và nó sẽ cần màu vàng à. Màu vàng là con này à. Con nào để đi lấy cái xương con đấy nhỉ? Cái khúc xương nhỉ? Không phải. Ờ đây đây, hình như màu này đúng không? Con bò. Mình muốn lấy con Kitty thì lấy màu nào đây anh em? Một ngày này, 7 bước này, hay con VR này ta? Không phải, con VR thì hết đấy rồi. Hết chìa khóa rồi, con mèo này. Con Epic này, có lẽ con Epic. Hình như con Epic. Hình như là con Epic anh em ạ. Đâu rồi? Ồ, ở đây có bàn chân này. Có bàn chân để chúng ta sưu tập này. Để đổi phần thưởng này, cũng ngon này anh em. Ui, có nhiều bàn chân ghê ta. Vấn đề là con vịt đấy thì có nên đi không? Từ từ nha. Chúng ta sẽ đi con nào để lấy được cái xương nhỉ? Đây à? Đây hình như ở đây đúng không? Đây cái xương màu này đúng không anh em? Đúng nhờ, để so với cái xương của cái con bò. Đúng rồi. Đây này, phải đi lấy con này. Xương màu này chính xác cho anh em. Đấy, mình phải đi con này nhá. Mình phải đi cái con quái này. Đây, đây con khủng long này. Chắc chắn luôn. Chắc chắn 100% luôn nhá. Đây, 160 phải đi con này để lấy được chìa khóa để mở ra cái con kia, để đuổi con Kitty cả. Hơi bị mệt đấy nhá. Hơi bị mệt và hơi bị lâu. Đó. Ninja Dragon nha anh em. 90 này. 90 này, 100 này. Cũng sẽ có một cái hòm nữa bên này. Nó sẽ mở hòm ra. Trong này nó sẽ có Ifrit Dragon. Hết rồi, 105 coin hết sạch luôn rồi. Từ nha. Chúng ta lấy đi hết cái điểm của con kia rồi nhá. Và mình test luôn một thử một con cho anh em xem này. Cái con có một con nữa phía dưới cơ. Chúng ta sẽ có một con rùa đây này. Đấy, con Shelly. Con này tên là Shelly nhá. Mình test nốt con này luôn cho anh em đi. Chúng ta test cả hai con luôn cho nó. Bucky đã test rồi thì bây giờ sẽ test là con Shelly. Shelly. Bucky Shelly. Mình đặt tên một con Shelly thôi anh em ạ. Đây đây đây, Shelly. Shelly Dragon đây anh em. Và con này con rùa cũng rất là đẹp. Và sau khi nó ấn vào nó sẽ biến vào trong cái mai rùa này, nó có thể bay được cơ. Anh em đặt tên luôn cho cả con Shelly nhá và con Bucky luôn nhá. Hộ mình cái. Ok, mình sẽ cho nó lên cấp nào. Cho nó lên cấp luôn, ngay và luôn. Shelly và Bucky Dragon. Cho nó ăn lên. Cho lên level 9, level 10. Level 10 ngay và luôn. Được chưa? Đây level 10 đây. Rồi. Ôi trời, nhầm hơi quá tay, con level 10 thôi là đủ rồi. Và chúng ta sẽ test luôn con Shelly Dragon này luôn nha anh em. Mình sẽ vào trong cái trận chiến này, trong phần Butter này, xong vào trong phần Temporary Quest à. Cho đánh phát không? Cái này cái sunset thì không được đánh rồi. Muốn đánh cái kia quá nhưng mà không được. Đánh cái Louis Butter này thì nó đấm cho không chừa phát nào luôn, chắc chắn luôn ấy. Bỏ cái con Kaido ra được không? Chắc là được. Nhưng mà cho vào đánh được một phát thôi anh em ạ. Shelly này. Cho vào nhìn thấy mặt trời thôi là xong. Ok, mình vào đánh luôn nhá. Đánh một trận phát nhờ. Test thử con Shelly này luôn. Dĩ nhiên. Ôi, xong tôi rồi. Con này nát rồi. 500. Con này to thế ghê. Con này to thế.
Ôi nó hút anh em ạ. Ờ cái đầu nó có thể là sơn tinh nhỉ. Đủ độ sơn tinh và thủy tinh rồi. Xong tơi rồi nhé. Nó có con vô cực ở đây. Rất rất khó chịu. Mình đừng chết là được, con này phải giữ nguyên đấy. Sơn tinh đánh nhau với thủy tinh. Ok, dã man. Chết một con này, hình như mình vẫn đánh được. Theo như gì mình đánh thì mình sẽ có thể là đấm nó được anh em. Từ từ, chúng ta vẫn thắng được anh em ơi. 49k. Thật sự hơi khó đấy nhờ. Hơi khó đánh một tí đấy. Đừng chết. Ui chết thật ạ, thật chết rồi. Thunder này. À nhưng mình sẽ khắc hệ con kia anh em ơi. Ngon. Cho sẽ khắc hệ và ta sẽ hồi sinh ngay đây. Ok, chúng ta sẽ... Ô, à không, không được hồi sinh à? What the hell, tại sao không được hồi sinh nhỉ? Team này phải được hồi sinh chứ. Thôi kệ, mình sẽ test được cái con Shelly đó. Tại vì không có chỗ để test mà. Rồi ok, thì chúng ta sẽ kết mê nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Xin chào, gặp lại, bye bye. Hello.